Hôm nay là ngày rất đặc biệt, chúng ta sinh nhật lần thứ 23 của Hội Thánh Hải Phòng, cũng là Hội Thánh City Gate Việt Nam. Tuy nhiên rằng là năm nay thì chúng ta chưa tổ chức trong tư cách của Hội Thánh City Gate Việt Nam, mà chúng ta tổ chức trong tư cách của Hội Thánh City Gate Hải Phòng thôi. Dạ, dạ ơn Chúa. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về bốn giá trị cốt lõi của Hội Thánh Tin Lành City Gate. Chúng ta là thành viên ở trong một hội thánh thì chúng ta cần biết cái giá trị cốt lõi của hội thánh là gì. Và có rất là nhiều những cái giá trị mà chúng ta cần phải đi theo trong tư cách của một người theo Chúa. Tuy nhiên có những cái giá trị cốt lõi, cái giá trị cốt lõi là cái giá trị không thể thay đổi. Giá trị cốt lõi là cái giá trị mà những cái điều khác có thể điều chỉnh nhưng mà những điều này không bao giờ điều chỉnh. Đó là giá trị cốt lõi. Có bốn điều như sau. Thứ nhất, đó là hiệp nhất trong sự đa dạng. Thứ hai, đó là thuận phục tuyệt đối là yếu tố then chốt cho hội thánh. Và thứ ba, đó là thánh khiết là trái tim của hội thánh. Và thứ tư, đó là yêu thương chính là mạch máu để nuôi hội thánh. Tôi sẽ chia sẻ từng yếu tố một. Điều thứ nhất, cái giá trị cốt lõi đầu tiên của hội thánh chúng ta đó là hiệp nhất trong sự đa dạng. Chúng ta cùng xem sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu số 10. Chúng ta cùng nhìn lên trên màn hình và cùng nhau chung đọc câu Kinh Thánh này. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Trong các thư tín của Phao-lô thì sứ đồ Phao-lô cùng với các thư tín khác thì các sứ đồ đều khuyên hội thánh là bước đi trong sự hiệp một. Chúng ta biết rằng là hội thánh thì là một cái tập thể rất là đa dạng và phức tạp. Phải nói rằng đa dạng và phức tạp nữa, chứ người nào nói hội thánh không phức tạp là không đúng đâu. Rất phức tạp vì người ra, người vào, người đến, người đi, người mới tin Chúa, người tin Chúa lâu năm, người thành phố, người nông thôn, người miền xuôi, người miền ngược, người lớn, người bé, già trẻ, lớn bé, học thức khác nhau, các đối tượng xã hội khác nhau, tin Chúa đều được tiếp nhận vào trong hội thánh. Cho nên hội thánh là một xã hội thu nhỏ, rất là phức tạp. Tôi tin Chúa hơn 30 năm và cũng đã phục vụ Chúa rất lâu năm rồi. Tôi thấy một cái điều này là rất là chính xác. Đó là hội thánh là nơi phức tạp hơn hết trong tất cả các tổ chức xã hội. Bởi vì các tổ chức xã hội thì chỉ thu hút một đối tượng cùng một cái gì đó chung đó. Chúng ta có cùng một cái chung là cùng có niềm tin nơi Chúa. Tuy nhiên là có quá nhiều sự khác biệt. Bên cạnh đó trong các hội thánh tin lành thì lại còn có nhiều sự khác biệt nữa. Chính vì vậy mới sản sinh ra các hệ phái tin lành. Bên cạnh những cái tiêu cực về các hệ phái tin lành thì cái góc tích cực của nó đó là khi một người nào đó hoặc là một nhóm người nào đó khám phá ra một lẽ thật hoặc là kinh nghiệm một điều mới mẻ từ nơi Chúa thì những người cũ họ không chấp nhận được, họ đẩy ra khỏi hội thánh. Chính vì vậy đã sản sinh ra những cái giáo phái mới. Ví dụ như phong trào tư gia ở Việt Nam thì bắt nguồn từ việc là thánh linh của Chúa tuôn đổ xuống trên một số mục sư và một số hội thánh ở tại miền Nam. Vào những năm 89, những năm 90 khi họ được bắt đem thánh linh, khi họ được nói tiên tri, bắt đầu kinh nghiệm những điều siêu nhiên. Là đấy là những điều mà từ trước hội thánh không bao giờ kinh nghiệm. Và khi mà những mục sư và một số con cái Chúa kinh nghiệm điều đấy thì họ đã bị đuổi ra khỏi hội thánh. Và từ đấy sản sinh ra các hội thánh tư gia và phát triển. Rồi các hội thánh tư gia phát triển, trong quá trình phát triển đấy cũng có nhiều sự khác biệt. Và chính vì vậy mới tạo ra các cái hệ phái khác nhau. Cho anh chị em hiểu rằng là cùng là tin lành nhưng có rất nhiều hệ phái tin lành. Và mỗi một hệ phái tin lành có một cái sự khác biệt nhất định nào đó. Nhưng mà về cơ bản thì đã dùng cái từ tin lành có nghĩa là cùng có niềm tin vào Thiên Chúa Bà Ngồi và không cầu nguyện thông qua khâu trung gian là các thánh cùng với Đức Mẹ Maria và không tin vào thuyết ngục luyện tội giống như người Công giáo và một số những cái niềm tin khác mà người Công giáo nắm giữ. Mà chúng ta không tin thì tất cả những cái hội thánh như vậy thì được gọi là hội thánh tin lành. Nhưng mà trong hội thánh tin lành thì cũng có những cái sự khác biệt nhỏ nhỏ nhất định. Thế thì khi chúng ta tham gia vào một hội thánh thì cần phải bước đi trong sự hiệp một.
trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 3, sứ đồ Phao-lô nói với hội thánh Ê-phê-sô rằng dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Thế thì làm thế nào để một hội thánh với nhiều người và nhiều niềm tin khác nhau bước vào trong hội thánh để có thể bước đi trong sự hiệp một và sự thống nhất đây? Đây không phải là một điều dễ dàng. Trong khi đó thì những người mới tin Chúa vào một hội thánh thì nó dễ hơn là những người tin Chúa từ hội thánh khác mà gia nhập vào một hội thánh. Đó, vì cũng có những người nơi tin Chúa ở nơi hội thánh khác và gia nhập vào hội thánh chúng ta. Rồi cũng có những người hội thánh chúng ta vì một số lý do đó là họ gia nhập vào hội thánh khác. Thì như vậy là khi anh chị em ở nơi khác gia nhập vào hội thánh của mình hoặc hội thánh của mình gia nhập vào hội thánh khác thì mình đem cái niềm tin cũ bước vào một cái môi trường mới. Thế thì cũng có những sự khác biệt. Và phần lớn cái sự xung đột nó xảy ra là do những cái sự khác biệt. Và mình không hiểu được làm thế nào để chấp nhận được sự khác biệt để có thể bước đi trong sự hiệp một. Bây giờ tôi nói ví dụ như thế này để anh chị em chúng ta cùng hiểu và nắm vững được cái tinh thần của hội thánh. Ngày hôm qua tôi cũng tư vấn cho có một người chị em. Có một người gặp tôi và cũng nhờ tôi tư vấn về vấn đề niềm tin. Thì người này nói rằng là tôi sinh hoạt ở trong một cái hội thánh mà họ không tin các ân tứ Thánh Linh, họ chống các ân tứ Thánh Linh. Và tôi cũng trong hội thánh thì có nhiều nan đề, có một số người thì tôi thấy rằng họ có nan đề cần được cầu nguyện giải cứu. Và tôi nói với họ rằng là cần phải được cầu nguyện giải cứu. Đến hôm sau thì đến hôm Chủ nhật thì mục sư đã thông báo ngay trên hội thánh là phải cẩn thận tà giáo. Rồi bây giờ tôi không biết làm như nào mà tôi ở trong cái hội thánh đấy thì tôi cảm thấy rất là khô hạn. Tôi cảm thấy không nó không có sức sống mà họ giảng dạy những điều ngược lại với các ân tứ Thánh Linh, những sự vận hành của Thánh Linh. Thì bây giờ tôi làm như nào? Chồng con gia đình đều nhóm ở đấy. Và tôi thì tôi trong tâm thì tôi không muốn nhóm ở đấy nữa. Theo anh chị em thì làm như thế nào? Tôi nói với người chị em đó là việc đầu tiên đó là Chúa thiết lập hội thánh và Chúa thiết lập thẩm quyền. Mỗi một hội thánh có một sự khác biệt và mình phải tôn trọng sự khác biệt đó. Khi anh chị em khi chị học một biết về một niềm tin nào mới, ví dụ mình sinh ra ở từ một hội thánh truyền thống, người ta không bao giờ cầu nguyện tiếng lạ, không vận hành trong ân tứ Thánh Linh, bây giờ nhờ các phương tiện truyền thông mình được nghe một bài giảng, mình thấy ô điều đấy là đúng, mình cần phải có. Bây giờ mình về mình dỉ tai một vài tín đồ trong hội thánh của mình đang sinh hoạt, như thế là đúng đấy, như thế mới là đúng, còn ông mục sư giảng thế là sai, thì chúng ta đã làm một việc rất là dở. Đó là tạo nên sự xung đột về niềm tin ở trong hội thánh và tạo ra một cái sự chống đối ngầm giữa tín đồ và mục sư. Và ông mục sư cũng chống đối ngầm với cái cô tín đồ đấy. Vì là cô không thông qua tôi mà cô lại truyền thụ một niềm tin mới cho tín đồ của tôi. Thế tạo ra một cái sự chống đối ngầm. Tôi nói rằng là làm điều đấy không được, không đẹp ý Chúa. Chúa không dạy chúng ta làm cái việc như vậy. Việc nếu như cần thiết phải làm, gặp trực tiếp ông mục sư để nói cho ông mục sư biết về niềm tin mới mình mới được học, thì nhờ mục sư giải thích và xem có thể tiếp nhận được cái niềm tin mới này để áp dụng trong hội thánh hay không. Chứ không được đi một cách luồn lách, đi qua tín đồ. Mặc dù mình nghĩ điều đấy là tốt, điều đấy là đúng, nhưng cái cách làm thì lại là sai. Cái niềm tin của mình có thể là đúng nhưng cách làm thì sai. Bởi vì tại sao? Khi mình làm điều đấy nó tạo ra một cái sự xung đột giữa mục sư với những người tín đồ. Và hội thánh sẽ bắt đầu chia phe ra. Một phe này thì những người đi theo cái cô đấy thì sẽ nghĩ rằng như thế mới là đi theo Thánh Linh. Còn phe kia nghĩ rằng phe này là phe chống nghịch. Thế là tạo ra sự xung đột ở trong hội thánh. Cho nên khi có những cái niềm tin khác nhau ở trong hội thánh, chúng ta luôn luôn nhớ rằng mình phải giữ nguyên tắc mà Chúa đặt đề, đó là nguyên tắc thẩm quyền. Tức là làm việc đúng thẩm quyền. Cái người nào có thẩm quyền chịu trách nhiệm, mình sẽ phải trình bày điều đó đối với cái người lãnh đạo đó. Nếu như người ta đồng ý cho mình chia sẻ, mình triển khai thì mình được triển khai. Nếu người ta không đồng ý thì mình phải chịu. Còn nếu không chịu nữa thì mời ra khỏi hội thánh.
Bởi vì chúng ta không thể nào ở trong một hội thánh mà mình tạo lên cái sự xung đột ở trong hội thánh đó, thì bản thân mình đã là nguyên nhân của sự gây chia rẽ. Mặc dù cái niềm tin của mình có thể đúng, nhưng cách thức mình lại là sai. Và rất là nhiều người chúng ta không hiểu điều này. Chúng ta không hiểu nguyên tắc của thẩm quyền và nguyên tắc của sự hiệp một. Và chúng ta nghĩ cái gì mình đúng là mình phải có trách nhiệm truyền giao cho những người khác. Nhưng hãy nhớ một điều rằng trong Tin Lành có rất nhiều sự khác biệt. Ông nào cũng cho mình là đúng, ông nào cũng cho mình là nhất. Ông giáo hội nào cũng nói rằng giáo hội tôi mới là chuẩn nhất, còn các giáo hội khác là sai. Chỉ có giáo hội tôi mới là đúng, sự giảng dạy của tôi mới là chuẩn thôi. Ông nào cũng nói như thế. Quý vị thử đi hỏi gặp mấy ông mục sư xem, gặp mấy ông nào mà tổ chức giáo hội Tin Lành xem, ông nào cũng nói mình đúng. Vấn đề là chúng ta phải tôn trọng cái thẩm quyền. Khi tôi đi sang những cái nước khác để tôi giao giảng, thì phần lớn các hội thánh tôi đi đến là các hội thánh truyền thống. Những hội thánh Anglican, những hội thánh Anh giáo, những hội thánh Giám lý, những hội thánh Baptist, những hội thánh Trưởng lão, những hội thánh SIB, phần lớn là những hội thánh còn truyền thống hơn cả Việt Nam nữa. Thậm chí những nghi lễ của họ không khác gì nghi lễ của Công giáo. Nhưng khi tôi đến đó, tôi phải tôn trọng niềm tin của hội thánh địa phương. Tôi không thể dì tai với tín đồ. Tôi xong một cái buổi lễ lần mới nhất là đầu năm nay khi tôi đến Malaysia giảng ở một hội thánh Anh giáo, một hội thánh rất lớn, một hội thánh rất lớn, rất to cả về số lượng lẫn về cái địa điểm. Sau khi tôi giảng xong rồi thì có người đến nhà mục sư cầu nguyện cho tôi đấy. Tôi có nan đề kia. Quý vị biết tôi phải làm gì rồi? Vào hỏi ông cha chánh xứ. Bởi vì ông ấy mời tôi để giảng, chứ ông không mời tôi để cầu nguyện. Nhu cầu cầu nguyện là nhu cầu của quý vị. Nhưng tôi không được mời để cầu nguyện nè quý vị. Tôi được mời để giảng. Sau hết phần giảng, trong thời gian phần giảng, ông cho tôi 30 phút, tôi chỉ được phép giảng 30 phút. Quá 30 phút, ông ấy mời tôi xuống là tôi phải xuống. Chứ không để nói tôi đang giảng lời Chúa, ai có quyền cản tôi. Như thế là tôi quá kiêu ngạo. Và ông ấy mời tôi giảng là tôi chỉ được giảng thôi. Còn ông không mời tôi cầu nguyện. Tôi nói với tín đồ, nếu như muốn tôi cầu nguyện, đi vào hỏi cha chánh xứ. Nếu cha đồng ý thì tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Còn nếu không thì thôi. Và sau đó thì họ đi vào hỏi. Là hỏi cha có thể nhờ ông mục sư cầu nguyện cho tôi được không? Và ông cha đồng ý. Tôi cầu nguyện. Và đến khi cầu nguyện xong rồi, tôi thấy ông ấy đứng ở cửa, ông ấy chờ. Là có nghĩa là ông muốn tôi dừng. Ông không cần nói gì, ông muốn tôi dừng và đi sang cái phần việc kế tiếp. Là tôi xin phép quý vị có nhu cầu, tôi xin phép quý vị, tôi phải đi. Quý vị thấy không ạ? Giữ nguyên tắc thứ tự thẩm quyền là điều rất quan trọng để tạo ra một hội thánh có trật tự. Điều chúng ta tin là đúng không có nghĩa điều đấy là điều người khác phải tin giống như chúng ta. Tổ chức của mình là đúng trong tổ chức của mình, không có nghĩa là đúng ở trong tổ chức của người khác. Và tổ chức khác không có trách nhiệm phải làm theo cách của mỗi một chúng ta. Tôi đi vào những hội thánh, như hội thánh Anh giáo, họ làm các nghi lễ không khác gì Công giáo. Và ngay cả dự tiệc thánh đối với tôi như thế là rất mất thời gian. Vì các cha, vì người Anh giáo họ vẫn gọi là các cha. Các cha là lấy cái cốc rồi lấy cái khăn, làm xong rồi lấy cái khăn lau rồi uống, rồi nhiều người dùng chung một cái cốc, cũng cách giống như người Công giáo. Nhưng mà khi tôi đến đấy tôi vẫn phải xếp hàng. Tôi tiến lên, ông linh mục Anh giáo đưa cái bánh tiệc thánh nhúng vào trong cái nước tiệc thánh, đưa vào mồm tôi, và tôi vẫn phải tham dự. Mặc dù họ là người Tin Lành, nhưng mà cái cách thức nghi thức của họ không khác gì Công giáo. Và tôi phải tôn trọng điều đấy. Tôi không thể đến đấy tôi bảo là anh phải thay đổi. Không, tôi là khách, tôi phải thay đổi theo chủ. Nhưng khi anh đến chỗ chúng tôi thì anh lại phải thay đổi theo chúng tôi. Cho nên hiệp nhất trong sự đa dạng là như vậy. Là chúng ta là nhiều người, có nhiều niềm tin khác nhau. Và trong cả cái quá trình phát triển, chúng ta có thể học rất là nhiều. Nhiều cái người thầy. Bây giờ các phương tiện YouTube và Facebook đã trở nên rất là phổ biến. Anh chị em
tự động vào trên YouTube, tự động trên vào trên Facebook nghe các cái bài giảng của mục sư này và mục sư kia. Và đôi khi những cái niềm tin đấy nó ngược lại với cái niềm tin của Hội Thánh địa phương. Và anh chị em nhớ rằng để giữ gìn sự hiệp một, có những cái niềm tin mang tính chất cá nhân anh chị em có thể giữ nhưng không được áp dụng cho Hội Thánh. Tôi tôn trọng niềm tin của mỗi một cá nhân. Ai tin cái gì đấy là việc của anh chị em, nhưng mà lan tỏa niềm tin cá nhân của mình tới Hội Thánh mà niềm tin đấy không được sự cho phép của Hội Thánh là không được. Anh chị em có hiểu điều này chưa? Bởi vì Hội Thánh cần phải bước đi trong sự hiệp một. Hội Thánh cần phải bước đi trong sự thống nhất. Còn những cái niềm tin, ví dụ như có người tin rằng có thể ăn được đồ cúng, có người có thể tin rằng không ăn được đồ cúng. Có người tin rằng ăn đồ cúng thì ma quỷ vào người. Có người thì tin rằng ăn đồ cúng cũng chẳng sao vì mọi vật Chúa tạo ra đều tốt lành. Người thì tin rằng là nhóm ngày thứ bảy tốt. Người thì tin nhóm ngày chủ nhật tốt. Ai tin điều gì cứ giữ niềm tin của mình. Vì những niềm tin đấy là những niềm tin cá nhân và Hội Thánh hoàn toàn tôn trọng. Nhưng không được truyền thụ cái niềm tin cá nhân của mình cho những tín đồ khác ở trong Hội Thánh. Vì điều đó tạo nên một cái sự xung đột về niềm tin. Khi anh chị em đi học ở đâu đó về một điều gì đó nghe, rồi thấy một cái điều hay quá, hay quá, hay quá, rồi về truyền thụ niềm tin, những tín đồ khác sẽ nghĩ ông mục sư mình giảng sai, sẽ tạo ra một cái sự xung đột về niềm tin ở trong Hội Thánh. Chúng ta xem Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu số 42. Và những người ấy là ai ạ? Là các môn đồ đầu tiên bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Chúng ta thấy tấm gương của Hội Thánh đầu tiên đó là gì? Bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ này, sự thông công, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Sự thông công tức là anh em giao lưu với nhau, gây dựng đức tin cho nhau. Lễ bẻ bánh ở đây không phải chỉ là cái bánh tiệc thánh nhỏ chúng ta ăn đâu, mà cái tiệc thánh Hội Thánh đầu tiên ăn đó là một bữa tiệc. Và trong cái bữa tiệc đấy là ăn no, chứ không phải chỉ ăn hình thức đại diện đâu. Cái hình thức đại diện đã được thay đổi bởi vì cớ là vấn đề là Hội Thánh đông không. Thường là Hội Thánh đông không có thể làm được. Như ví dụ như là chúng ta nhóm mấy chục người thì chúng ta ăn được với nhau. Nhưng mà nếu mà nhóm mấy trăm người, mấy ngàn người thì không thể nào mà ăn giống như Hội Thánh đầu tiên được. Đấy, cho nên cái bữa ăn mà chúng ta ăn với nhau đấy mới là tiệc thánh thực sự đấy, chứ không phải chỉ là cái tiệc đấy là tiệc thánh đâu. Người Do Thái đầu tiên họ ăn bánh tiệc thánh là gì? Là cái bánh bột mì họ làm ra. Đấy là cái bánh họ ăn hàng ngày. Đó. Nó khác cái gì? Nó khác cái là nếu mà vào bữa tiệc thánh thì họ ăn bánh không men. Tức là cái bánh chỉ bột không, không pha men gì cả. Để tượng trưng cho thân thể của Chúa Giêsu và uống nước nho, uống nước rượu nho. Đấy là tượng trưng cho dòng huyết của Đức Chúa Giêsu Christ. Mà nó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, chứ nó không phải là thịt thật và huyết thật của Đức Chúa Giêsu Christ. Thế thì Kinh Thánh nói rằng họ bền lòng giữ lời dạy của ai? Của các sứ đồ. Nghe quý vị thấy không ạ? Sứ đồ đây là ai? Đây là người dẫn dắt thuộc linh cho Hội Thánh của Chúa. Thế cho nên mỗi một chúng ta cần phải hiểu một điều rằng Chúa đặt trong Hội Thánh của Chúa những sứ đồ hay những mục sư hay những tiên tri hay những người lãnh đạo. Đấy là những người chịu trách nhiệm thuộc linh cho Hội Thánh của Chúa. Và bầy chiên cần phải đi theo lời dạy dỗ của cái người lãnh đạo thuộc linh của mình. Bầy chiên có thể tiếp nhận niềm tin từ và sự dạy dỗ từ nhiều người khác nhau. Nhưng ở trong Hội Thánh thì bầy chiên cần đi theo niềm tin của người lãnh đạo thuộc linh. Còn nếu mà cảm thấy rằng cái niềm tin đấy nó lệch quá so với niềm tin mà tôi hiểu được hay cái gì mà tôi nhận biết được, thì rất dễ thôi, có một môi trường để cho anh chị em thoải mái tha hồ, đó là ra khỏi Hội Thánh. Bởi vì khi mình ở trong một Hội Thánh mà mình thực hành cái niềm tin mà nó ngược lại với cái niềm tin của Hội Thánh sẽ tạo ra rất nhiều sự xung đột và làm gương xấu cho Hội Thánh. Thế cho nên để cho mọi người cảm thấy được thoải mái về niềm tin thì có thể bước ra khỏi Hội Thánh để đi lên tìm một nơi chỗ nào mà mình cái niềm tin mình nó phù hợp.
Hội Thánh Tin Lành có một cái đặc điểm khác, đó là so với Hội Thánh Công Giáo. Hội Thánh Công Giáo là thống nhất một tổ chức và một niềm tin. Khi anh ở Hội Thánh Công Giáo, anh bắt buộc phải tin những niềm tin của người Công Giáo. Ví dụ như tin Đức Mẹ Mary là tin vào ngục luyện tội này. Đức Mẹ Mary là người trung gian, là người cầu thay, hay tin Đức Mẹ hồn xác lên trời theo cái công bố của giáo hội. Khi mà anh không tin niềm tin đấy, họ trục xuất anh ra khỏi Hội Thánh. Nhưng mà tin lành thì khác. Tin lành thì rất đa dạng. Có rất là nhiều tổ chức, rất nhiều hệ phái tin lành khác nhau, có những cái niềm tin khác nhau. Và mỗi một cái tổ chức đấy có một cái sự khác biệt nhất định nào đó về niềm tin. Cho nên một người tin lành, tin Chúa, nhóm ở Hội Thánh này mà cảm thấy cái niềm tin nó không phù hợp, người đó có thể đi sang Hội Thánh khác để tìm một cái niềm tin nào đó nó phù hợp với Hội Thánh mình. Không sao, ở đây cũng như vậy, tôi tôn trọng điều đó. Nhưng mà đừng bao giờ rời Hội Thánh vì những lý do xung đột cá nhân. Có một số người rời Hội Thánh vì những lý do xung đột. Tôi không thích người này, tôi không thích người kia, chạy sang Hội Thánh này, Hội Thánh kia. Điều đó là rất dở, không đúng Kinh Thánh. Bởi vì khi chúng ta xung đột với một ai đó, điều đấy có nghĩa rằng chúng ta, Chúa cần chúng ta phải xử lý cái tôi cá nhân, cái bản ngã cá nhân của mình ấy. Bởi vì khi chúng ta xung đột với một ai đó, mình chạy đến Hội Thánh khác ấy, thì mình sẽ là nguyên nhân gây xung đột cho Hội Thánh khác. Bởi vì khi mình có xung đột á, mình không chịu giải quyết nan đề đó, mình đi chạy sang Hội Thánh khác là kiểu gì mình cũng dỉ tai một vài người. Tôi ở Hội Thánh cũ là tôi gặp cái ông này xung đột, cái ông kia xấu tính lắm, cái cô kia xấu tính, rồi tôi chịu không được, rồi tôi phải chạy sang Hội Thánh kia. Thế là mình đang tiêm thuốc độc vào người khác và mình tạo ra xung đột ở Hội Thánh mới. Chúng ta chỉ nên rời Hội Thánh trong vì lý do niềm tin mà thôi. Khi cái niềm tin của Hội Thánh mình đang sinh hoạt nó lệch quá so với lời của Chúa, ít nhất là so với trí hiểu của mình. Tôi không nói là lời Chúa, vì mỗi người có một cái nhận thức về lời Chúa khác nhau, thì chúng ta có thể rời bỏ. Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 20. Anh chị em đã được dựng nên trên nền của ai? Các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Giê-xu là đá ngóc ngang. Có một số người nói rằng tôi chỉ nghe Chúa dạy thôi, chứ còn tôi không nghe mục sư ấy, không nghe một tiên tri hay là một sứ đồ nào. Điều đó là rất kiêu ngạo. Vậy lời Chúa nói sao? Anh em được dựng nên trên nền của ai? Của các sứ đồ và các tiên tri, chính Đức Chúa Giê-xu là đá góc nhà. Chúa Giê-xu có hiện ra để dạy Kinh Thánh cho anh chị em không? Có ai trong chị em mà Chúa Giê-xu hàng ngày hiện ra mà dạy Kinh Thánh cho anh chị em không? Hay là anh chị em được học Kinh Thánh từ những con người? Phần lớn là từ những mục sư, những người lãnh đạo ở trong Hội Thánh. Thế cho nên nếu mà ai nói chỉ có Chúa dạy tôi, đấy là người quá là kiêu ngạo. Anh em được xây dựng trên nền của sứ đồ và các đấng tiên tri mà. Và Kinh Thánh nói rằng là sứ đồ Phaolô nói anh em nghe lời của tôi như nghe lời của Chúa. Cho nên là chúng ta cần phải bước đi trong cái nguyên tắc đầu tiên, đó là nguyên tắc của sự hiệp nhất. Hiệp nhất trong sự đa dạng. Có nghĩa là chúng ta có thể có nhiều niềm tin khác nhau. Mỗi một người có một cái niềm tin khác nhau. Mình giữ cho niềm tin riêng của mình. Nhưng khi mình là một thành viên trong Hội Thánh thì phải bước đi trong cái niềm tin chung của Hội Thánh. Điều thứ hai, đó là Hội Thánh cần phải bước đi trong sự thuận phục. Ở đây không phải chỉ là thuận phục bình thường mà thuận phục một cách tuyệt đối. Đây là chính là cái yếu tố then chốt để không có cản trở cái dòng chảy ở trong Hội Thánh. Một người con cần phải vâng phục cha mẹ. Một người học trò cần phải vâng phục thầy cô giáo của mình. Một người đi làm thuê cần phải vâng phục ông chủ. Một công dân cần phải vâng phục nhà cầm quyền. Đấy là điều cơ bản nhất chúng ta được học từ khi chúng ta đi học cấp 1. Khi chúng ta ở nhà, chúng ta còn bé, chúng ta đã được dạy như vậy rồi. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong sách Tít đoạn 3 của số 1. Chúng ta cùng nhau chung đọc Tít đoạn 3 của số 1. Chúng ta cùng khởi sự. Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành. Roma đoạn 13 câu 1, chúng ta cùng nhau đọc. Mọi người phải vâng phục
các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Anh chị em thấy Kinh Thánh nói làm sao? Phao-lô nói cái điều này đối với hội thánh trong khi họ đang sống ở trong một đế chế mà ông vua được tôn như một vị thần. Hoàng đế Nero, hoàng đế được tôn như một vị thần và ông đòi hỏi tất cả các thần dân tôn thờ vị hoàng đế La Mã như một vị thần. Trong khi đó thì đối với người Do Thái thì họ chỉ thờ một mình Đức Giê-hô-va. Vậy mà Phao-lô nói rằng phải vâng phục nhà cầm quyền, là vâng phục cả ông hoàng đế đấy. Nhưng mà vâng phục đây có phải là thờ ông không? Không phải là thờ hoàng đế, nhưng mà ngoài cái vấn đề niềm tin ra thì tất cả những điều khác phải vâng phục. Cái câu 13 phần 2, sứ đồ Phao-lô nói rằng vì không có quyền nào là không đến bởi Đức Chúa Trời. Ông kia ông ấy làm điều gian ác, đất nước La Mã đô hộ và tàn sát diệt dân Israel, vậy mà Phao-lô bảo phải vâng phục đế chế La Mã. Phao-lô có dạy lật đổ nhà cầm quyền không? Chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh có chỗ nào mà Phao-lô, các sứ đồ nói phải lật đổ nhà cầm quyền không? Đến đúng thời điểm Chúa sẽ đánh đổ chế độ La Mã. Và thực sự như vậy, đến đúng thời điểm Chúa đánh đổ chế độ La Mã ở trên đất nước Israel. Và đất nước Israel được tự do vào thời điểm của Chúa. Chúa dạy dân Israel rằng là dù cái thẩm quyền đấy nó có sai chạch nhưng vẫn phải vâng phục. Cho nên nếu như một người tín đồ nào đó đi học về một niềm tin nào đó, về bắt đầu mục sư hay là người lãnh đạo trong hội thánh bảo không được làm việc này hay không được truyền thụ niềm tin này, mà mình lại nghĩ rằng cái niềm tin của đúng mình, đã mình đúng mình cứ thế mà làm thì sao? Mình có vâng phục không? Vâng phục có thẩm quyền không? Anh chị em, Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22 thì Chúa nói là hỡi người vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vâng phục chồng như vâng phục Chúa, đây là điều khó nghe. Phần lớn hội thánh chúng ta là phụ nữ Hải Phòng thì là mạnh mẽ trong tất cả các phụ nữ ở Việt Nam, có phải không quý vị? Phụ nữ Hải Phòng có mạnh mẽ không quý vị? Bình thường à? Dạ. Tôi sinh ra là người Hải Phòng, tôi lớn lên là người Hải Phòng và tôi phục vụ phần lớn thời gian ở Hải Phòng. Tôi phải thấy cái nhận định của người khác về phụ nữ Hải Phòng là đúng như vậy đấy. Quý vị, xin lỗi quý vị, làm quý vị Phật ý. Mạnh mẽ là mang cả hai ý nghĩa, tức là cả ý nghĩa tích cực và tiêu cực. Ý nghĩa tích cực là gì? Kiên cường, rất kiên cường và chịu khó và không chịu khuất phục, đấy là ý nghĩa tích cực. Còn ý nghĩa mạnh mẽ là khi cái tích cực đấy nó vượt quá giới hạn thì trở thành tiêu cực. Quý vị biết điểm yếu là gì? Điểm yếu tức là khi điểm mạnh bị lạm dụng thì trở thành điểm yếu. Bất cứ một điểm mạnh nào mình lạm dụng nó thì sẽ trở thành điểm yếu. Sứ đồ Phao-lô nói với Timôthê rằng là Chúa không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, bèn là tinh thần mạnh mẽ, nhưng lại có tình yêu thương và khả năng tự chủ. Các chị em ở Hải Phòng có sự không có sự sợ hãi, có sự mạnh mẽ, có sự dạn dĩ, điều đấy rất tốt. Nhưng bên cạnh đó lại phải cần có thêm một điều mà Phao-lô nói, có tình yêu thương và khả năng tự kiểm soát bản thân. Quý vị thấy lời Chúa có cân đối không? Khi Timôthê sợ hãi, nhút nhát thì Phao-lô nói rằng linh đấy không đến từ nơi Chúa đâu, con can đảm mạnh mẽ lên, không sợ gì cả. Đúng là người Hải Phòng không sợ gì hết. Người Hải Phòng không sợ bất cứ cái gì. Sự thật là như thế. Đi đến nơi nào mà cứ nói tôi là người Hải Phòng cái là người kia ngồi im. Rồi, tôi kể một câu chuyện vui cho quý vị. Rồi, chúng ta biết bạn Nam yêu dấu đang ở Sài Gòn đúng không ạ? Rồi, bạn Nam đi vào thuê một cái giàn giáo. Thế là bên kia đã bắt đặt cọc 2 triệu. Nam không cầm theo tiền. Nam gọi điện về cho đứa em họ của tôi lúc ấy đang ở trong hội thánh.
nó ở Hải Phòng nó vào để chơi. Thì nó Nam bảo anh ơi cho em mượn 2 triệu em đặt cọc. Đứa em của tôi bảo đưa điện thoại đấy. Đây, bận không ra được, cứ nhờ đứa em nó ra thuê cái dàn giáo mà sao bắt đặt cọc 2 triệu nhỉ. Bên kia em đưa ngay đến đây ngay. Chẳng biết ai với ai. Quý vị thấy người Hải Phòng chưa? Không ai nói nhiều, không lòng vòng. Nhưng cái điểm mạnh có thể trở thành điểm yếu khi chúng ta lạm dụng nó. Cho nên Phaolô nói với Timôthê rằng Chúa không ban chúng ta sự nhút nhát, ban chúng ta sự mạnh mẽ, nhưng mà lại có tình yêu thương và khả năng tự kiểm soát, khả năng tự chủ. Cho nếu chúng ta mạnh mẽ, dạn dĩ, can đảm, điều đó rất tốt, nhưng không biết giới hạn thì nó lại trở thành điểm yếu. Các anh chị em ạ, cái này cả nam và nữ chúng ta cần phải để ý, để cho mỗi một chúng ta, cái người nào nhút nhát thì mạnh mẽ lên, cái người nào đã can đảm rồi thì mình cần kiểm soát và hạn chế cái gì được làm, cái gì không được làm. Chúa sinh tôi rằng là người Hải Phòng, cho nên là tôi cũng dạn dĩ lắm quý vị. Qua thời gian và năm tháng, ngày xưa tôi còn nhớ ngày xưa mấy lần đầu gặp công an cũng run lắm. Mặc dù mình không làm cái gì sai về pháp luật đâu, chỉ mỗi cái vấn đề là tôn giáo, là nhóm lại ở các cái hội thánh và đi truyền giáo, là công an bắt giữ, cũng đầu cũng run lắm. Về sau hết run rồi. Đầu công an đến quát mắng, đập bàn đập tay. Nhưng lần sau tôi bảo, tôi ghi hết vào biên bản. Anh này, tôi còn nhớ anh ấy ở bên thượng lý, anh ở trên quận xuống. Tôi ghi hết lời anh nói, đưa cha đưa mẹ vào trong lúc nói chuyện với tôi. Tôi ghi hết ở đây, sợ quá ông gọi bên công an tôn giáo bên thành phố xuống. Xin lỗi ông đấy là phường. Bắt đầu ông gọi trên quận xuống, quận xuống. Ồ, xin lỗi. Và ông mắng ông kia, đây là người ta tôn giáo chứ người ta có phải tội phạm đâu mà ông đối xử giống như là những người là làm tội phạm thế. Đây là tôi giản dị. Thế là qua thời gian và năm tháng, cái người của mình vốn là hay sợ hãi, rụt rè, nhưng trở nên giản dị hơn. Nhưng giản dị như mình vẫn giữ chừng mực. Tôi đi bất cứ nơi nào tôi không ngại. Không ngại gì cả. Tôi đi sang Ấn Độ, hướng dẫn viên du lịch bảo anh đừng có đi một mình, đây nhiều bắt cóc lắm. Khách du lịch bắt cóc tống tiền rồi thế nọ kia mà. Tôi chẳng sợ gì, tôi xông hết từ nhà này sang nhà kia, đi các phố, gặp ai tôi cũng gặp, chào hỏi và tôi làm quen. Mình muốn tìm hiểu về đất nước người ta, con người ta, thì mình phải xông pha. Chúng ta có sự dạn dĩ, có sự can đảm, điều đấy rất tốt. Nhưng cần biết chừng mực. Lúc nào nên làm, lúc nào dừng. Mình có khả năng ăn nói, mình can đảm, mình mạnh mẽ. Nhưng cần biết lúc nào cần ngậm miệng lại. Cho nên Chúa Giêsu dạy các môn đồ cần phải khôn khéo như rắn, nhưng đơn sơ như chim bồ câu. Có người chỉ khôn khéo mà lại không đơn sơ. Có người đơn sơ mà lại không khôn khéo. Chúa nói khôn khéo như rắn nhưng đơn sơ như chim bồ câu. Quý vị thấy Kinh Thánh dạy chúng ta rất là cân đối. Nên sự thuận phục là điều rất quan trọng. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu số 6, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng Sarah vâng phục Abraham gọi người là Chúa mình. Nếu anh chị em, các chị em làm điều lành không sợ chi hết mà rối trí thì trở nên con gái của Sarah vậy. Chúng ta tự hào mình là con của Abraham vì mình có đức tin nơi Chúa Giêsu. Nhưng Chúa có gọi chúng ta là các chị em là con gái của Sarah hay không? Làm con gái đây là có cái cách cư xử giống như Sarah. Nên vâng phục không phải là chuyện dễ dàng. Nếu mà mọi cái thuận theo ý mình thì mình đâu cần vâng phục. Chúa nói rằng là người vợ phải vâng phục chồng trong mọi sự. Nhưng mà nếu mà chồng mình mà lúc nào cũng làm đẹp ý mình thì mình đâu cần vâng phục làm gì, đương nhiên thôi.
Nó là thuận ý tôi thì đâu có cần vâng phục. Khi Kinh Thánh chỉ dừng sự vâng phục khi cái điều mình muốn làm ngược lại với cái điều thẩm quyền trên mình. Rất nhiều người phụ nữ bảo mà chồng của tôi ấy, ông ấy không có quyết đoán. Khi người phụ nữ không có quyết đoán, xin lỗi, khi người đàn ông không có quyết đoán, phần lớn lý do là do người vợ lấn áp quyền của người chồng. Vì để giữ hòa khí trong gia đình cho nên ông chồng thôi im lặng. Và hơn nữa, có một số người đàn ông lớn lên trong một gia đình cái gì mẹ bảo cũng phải dạ vâng hết, không được quyền quyết định bất cứ một cái gì, từ khi còn bé cho đến gia đình, đi làm về cũng phải là đưa hết tiền cho bố mẹ, mà muốn giữ được bao nhiêu cũng phải xin phép, hẳn hoi đi đâu cũng phải xin phép, lớn rồi cũng phải xin phép. Thành ra cái người đàn ông đấy lớn lên là trong một cái hoàn cảnh bị lệ thuộc vào phụ nữ, cho nên khi lấy vợ rồi cũng đem luôn tinh thần đấy lệ thuộc vào vợ. Thế thì cái người phụ nữ tin kính sẽ là người phụ nữ giúp đỡ cho người chồng của mình thoát ra khỏi cái sự ràng buộc tinh thần đối với phụ nữ để làm chủ được gia đình. Cho nên đấy là sự khác biệt. Đối với người ngoại đạo, đối với người không có Chúa thì họ kệ. Đúng không? Ông lệ thuộc với tôi càng tốt, tôi càng có quyền hành. Ông chồng như thế, thích quá, sướng quá. Từ ngày bé mình đã lệ thuộc vào mẹ rồi. Bây giờ mẹ quyết định cái gì là mình theo hết. Thì bây giờ thôi, trao hết quyền cho vợ cho nó nhàn. Nhưng người tin kính trong Chúa sẽ giúp đỡ cho người chồng của mình để từ từ anh đấy đóng được vai trò người chồng. Anh cứ quyết định đi, sai không sao cả. Bắt đầu hướng dẫn, giúp đỡ cho chồng đưa ra những quyết định nhỏ nhỏ, sai không sao cả. Nhưng mà khi vừa sai mà chồng mình vừa sai cái gì có đã nói là đấy, để cho ông làm chỉ có vậy thôi, để ông làm chỉ vậy thôi, lần sau đừng có làm, để cho tôi làm cho xong. Thì thôi người chồng bảo thôi ông lần sau bà làm đi. Bà làm đi. Và cuối cùng lại sản sinh ra một đứa con trai thứ ba là con của ông bố đấy, cũng không khác gì ông bố đẻ của mình. Và cái đứa con của mình hay cái đứa con trai con gái đấy không đóng được vai trò làm vợ và làm chồng. Bởi vì nó ở nhà nó nhìn thấy mẹ nó như thế mà, thành ra là nó bắt chước bố nó và mẹ nó. Và đứa con gái sinh ra trong môi trường đấy nhìn thấy mẹ mình như thế là mai sau về lấy chồng là cũng lấn áp luôn quyền của người chồng, tạo ra xung đột. Nếu mà lấy cái người chồng người ta hiền lành thì không sao, nhưng mà lấy cái người mà người ta có tính cách mạnh mẽ thì là sớm muộn sẽ ly hôn. Chính bố mẹ làm hại con cái của mình qua cách cư xử. Cho nên chúng ta thấy lời Chúa dạy, một người ở trong gia đình thì có thứ tự gia đình, đi vào trong hội thánh phải có thứ tự của hội thánh. Côlôse đoạn 3 câu số 6, lời Chúa nói: bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên những con không vâng phục. Ai nói rằng chỉ không phục, chỉ sợ Chúa thôi thì anh chị em nhầm. Khi chúng ta không vâng phục thẩm quyền thì chúng ta đang gánh chịu cái hậu quả của sự đoán phạt của Chúa. Yếu tố thứ 3, cái giá trị cốt lõi thứ ba đó là thánh khiết, chính là trái tim của hội thánh. Khi tôi liệt kê 1, 2, 3, 4 đây không có nghĩa là nó theo thứ tự như vậy đâu nhé. Nó chỉ đơn giản là những cái liệt kê thôi. Sự thánh khiết là trái tim của hội thánh. Điều đấy là khi tim ngừng đập thì cơ thể sẽ chết. Nếu như hội thánh mà không thánh khiết thì hội thánh có tồn tại cũng là chết. Roma đoạn 6 câu số 22 chúng ta cùng xem. Anh chị em chúng ta cùng nhau trùng đọc. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm và sự sống đời đời làm cuối cùng. Khi một người tin Chúa thực sự thì sẽ kết quả là sự nên thánh. Nếu như một người nói tin Chúa thực sự mà không dẫn đến sự nên thánh thì thử hỏi lại xem có phải tin Chúa không. Sứ đồ Phaolô gọi chúng ta, những người tin Chúa, là các thánh đồ. Và hội của những thánh đồ được gọi là hội thánh. Cái điểm nhóm thì nó là địa điểm. Nhà thờ thì nó là địa điểm. Nhưng con người bên trong cái nhà thờ đấy mới là yếu tố then chốt và được gọi là
hội thánh. Tại sao Chúa lại gọi chúng ta là các thánh đồ và là hội thánh nếu như mình không thánh sạch và thánh khiết? Và nếu trước khi chúng ta tin Chúa, mình có thể là những cái người thường xuyên nói dối, nói bậy, lăng nhăng làm những điều bậy bạ, thì khi chúng ta tin Chúa, chúng ta bước vào trong hội thánh, chúng ta bắt buộc phải dừng tất cả những việc đấy. Thế bây giờ một người đi theo Chúa mà không dừng những việc đấy thì có được tiếp nhận vào hội thánh hay không? Ở chỗ nào tiếp nhận thì không biết, nhưng chỗ này không tiếp nhận. Cho nên đôi khi tôi rất là cẩn thận, có một số người rời từ hội thánh này sang hội thánh khác. Bởi vì sao? Cũng có một số người người ta, tôi không nói tất cả, nhưng có một số người người ta phạm tội ở hội thánh này, sau đó thì bị phát hiện ra, người ta chạy sang hội thánh khác để không ai biết được mình, không ai biết được quá khứ của mình. Nhưng anh chị em ơi, chúng ta hãy nhớ một điều rằng hội thánh bước đi trong sự thánh khiết. Cũng có, tôi gặp một số người Công giáo, tôi hỏi về trường hợp đấy, người ta cũng nói rằng là khi một người phạm tội thì cha sẽ không cho dự tiệc thánh, không dự mình thánh Chúa. Thế là họ làm bằng cách này, chạy sang nhà thờ khác, vì ở cái giáo xứ khác là họ không biết người đấy là ai mà. Cho nên là đến một cái giáo xứ khác, thế là bà sơ phát hiện ra, bà sơ bảo ông này từ cái giáo xứ bên kia chạy sang đây để dự lễ. Bà sơ không bảo cha là không cho dự lễ mình thánh Chúa, thế là lại chạy sang cái giáo xứ khác để dự. Nhưng quý vị biết không, mục đích của việc không cho dự thánh lễ đấy để người ta ăn năn, chứ không phải để cản trở phước hạnh trên người đó. Nhưng khi mình không ăn năn mà mình lại chạy chỗ này sang chỗ khác, vẫn dự lễ nhưng lại không ăn năn, thì cái lễ đấy nó có nghĩa gì đâu. Chuốc lấy sự đoán phạt cho mình nhiều hơn. Nên sự thánh khiết là yếu tố rất quan trọng ở trong hội thánh, anh chị em ơi. Chúng ta xem cách Phaolô xử lý đối với hội thánh Cô-rinh-tô. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5 câu 11 đến câu 13. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em mà gian dâm, tham lam, thờ hình tượng, chửi rủa, say sưa, chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thế ấy. Quý vị thấy thái độ có rất rõ ràng không? Đối với những người xưng là có Chúa, đối với những người xưng là có đức tin, nhưng mà sống với những cái tiêu chuẩn đạo đức suy đồi như này, thì sứ đồ Phaolô ta là gì, nên tiếp nhận vào hội thánh không? Không nên tiếp nhận vào hội thánh. Ông nói tiếp câu 12 này, vì chưng có phải tôi nên xét đoán những kẻ ở ngoài, há chẳng phải anh em nên xét đoán những người ở trong? Ngoài tức là ngoài hội thánh, trong tức là trong hội thánh. Ông nói không nói đến những người ngoài hội thánh, ông nói đến những người trong hội thánh. Còn kẻ như ở ngoài hội thánh thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác đó khỏi anh em. Quý vị thấy không? Những tiêu chuẩn về đạo đức, đặc biệt là những tiêu chuẩn về đạo đức. Nếu như một người tin Chúa bước vào hội thánh mà không sống thánh khiết, không tiếp nhận vào trong hội thánh. Dù cho người đó là ai chăng nữa, dù người đó có bao nhiêu công trong hội thánh chăng nữa, nếu như không sống trong nguyên tắc của sự thánh khiết thì phải loại trừ. Điều này không có nghĩa rằng là chúng ta không bao giờ vấp ngã trong cuộc sống. Chúng ta có thể vấp ngã, ai cũng có thể vấp ngã. Ai cũng có thể vấp ngã, ai cũng có thể phạm tội hết. Không có ai là hoàn toàn thánh khiết cả. Chính vì vậy chúng ta mới cần đến Chúa. Chúng ta có thể vấp ngã, nhưng chúng ta sống ở trong tội lỗi lại là chuyện khác. Mình yếu đuối, mình vấp ngã thì mình ăn năn. Điều đó rất đáng trân trọng. Nhưng nếu mình yếu đuối, mình vấp ngã và mình cứ dìm sâu ở trong đó, mình không chịu đứng dậy, không chịu bước ra, thì đó là sống ở trong tội lỗi rồi. Thì Phaolô đang nói những trường hợp sống ở trong tội lỗi, chứ ông không nói đến những trường hợp tình cờ phạm tội, những người yếu đuối quá, không kiểm soát được bản thân và phạm tội. Ông không nói những trường hợp đấy. Cho nên rất nhiều người ở trong hội thánh chúng ta hiểu nhầm. Chúng ta hiểu nhầm rằng khi đến với Chúa là thôi cứ để tôi chờ họ thay đổi. Và đôi khi chúng ta lại còn nghĩ rằng là để Chúa phán xét. Chúa có phán xét à? Chúa có phán xét, chúng ta có phán xét không? Phaolô nói rằng những người thể ấy thì hãy đuổi ra khỏi hội thánh, trừ kẻ gian ác đó khỏi anh em mà. Cho nên là
Chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ một mình Chúa mới có quyền phán xét. Chúa trao cái quyền phán xét đấy cho những người lãnh đạo ở trong hội thánh. Và một hội thánh nào mà dung dưỡng tội lỗi thì đấy không phải là hội thánh của Chúa, làm nghẹt ngòi sự vận hành của Đức Thánh Linh. Đặc điểm thứ tư, giá trị cốt lõi thứ tư mà chúng ta cũng cần phải nắm bắt, đó là bước đi trong tình yêu thương chính là mạch máu để nuôi hội thánh của Chúa. Cái tim nó rất là quan trọng. Nếu mà tim ngừng đập thì sẽ chết. Tức là hội thánh không còn sự thánh khiết thì hội thánh đấy là hội thánh chết. Và tim thì nó lại sống nhờ mạch máu, cơ thể nó cũng sống nhờ máu. Cho nên tình yêu thương cũng chính là mạch máu để nuôi hội thánh của Chúa. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu số 9, chúng ta cùng nhau chung đọc câu kinh thánh này. Xin chiếu Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu số 9, chúng ta cùng nhau khởi sự. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Kinh Thánh nói rằng chính Chúa đã dạy chúng ta phải yêu thương nhau. Hôm qua tôi ngồi trên xe Grab đi từ sân bay về Hà Nội, thì bao giờ đi xe tôi cũng tranh thủ để làm chứng cho cái anh lái xe đấy. Vì bắt đầu tôi hỏi han han, thì tôi biết rằng là chị gái của anh này là lấy chồng Công giáo ở Biên Hòa, và sau đó là đi theo Công giáo luôn. Anh này gia đình thì chưa theo đạo. Rồi anh ấy nói rằng ở những người theo đạo người ta thương yêu nhau lắm, rất thương yêu nhau. Là khi mà chị gái mà làm nuôi gà gì đó bị chết gì đó, cái đợt dịch đó, thì là các thầy người ta cũng đến, người ta hướng dẫn, người ta hỗ trợ, người ta giúp đỡ. Đấy, anh chị em thấy cái người ngoại đạo người ta nói về những người trong đạo như vậy. Thì những cái điều đấy là những điều chúng ta cần phải phát huy. Nếu như mình có thể làm được điều gì đó cho anh chị em mình thì hãy làm. Tất nhiên tôi biết rằng là hội thánh càng lớn thì cái sức mạnh tài chính sẽ càng nhiều, thì sẽ càng làm được nhiều việc lành hơn. Nhưng mà hội thánh mà nhỏ thì cái sức mạnh tài chính nó ít. Thì ví dụ như hội thánh của chúng ta, phần lớn tài chính mình lo cho các công tác nội bộ, lo cho công tác truyền giáo, lo cho các công tác nuôi các nhân sự. Mình muốn làm việc lành nhưng chỉ làm được trong phạm vi giới hạn. Nhưng mà nếu như mọi người cùng góp sức thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có nhiều kinh tế để có thể làm được việc lành. Và trong suốt những năm tháng qua chúng ta cũng đã làm rất nhiều việc lành cho anh em trong hội thánh và ngoài hội thánh của chúng ta, giúp đỡ cho các cháu mồ côi suốt dòng dã bao nhiêu năm. Đấy cũng là điều rất đáng tích cực. Và những việc tương tự như thế, các anh chị em có thể làm được cho nhau, hãy cứ làm. Đến nhà anh chị em mình thấy dở thùng gạo ra, thấy hết gạo, đi mua gạo cho anh chị em mình, cho những cái gì mình có thể cho. Rồi, thế anh quan sát trong anh chị em mình có ai cần quần áo cái gì, hay là cái gì mình có thể cho được, mình cho anh chị em mình. Đấy là thể hiện tình yêu thương ở trong Chúa. Tình yêu thương chính là mạch máu để nuôi hội thánh Chúa. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu số 22, anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Đấy. Yêu nhau sốt sắng hết lòng, vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, thanh sạch rồi, nhưng mà còn yêu thương nhau một cách hết lòng. Dành thời gian thêm lên một chút cầu nguyện cho các anh em trong hội thánh, đấy cũng là cách bày tỏ tình yêu thương. Thay vì tối đi ngủ mình mệt quá, mình chỉ cầu nguyện cho mỗi vợ chồng con cái thôi, cầu nguyện thêm cho một người anh em. Ai đó đăng tin lên có người này bị quỷ ám, người này bị vỡ nợ, cần cầu nguyện cầu thay, mình nhớ lại Chúa, cầu nguyện thêm cho anh em đấy. Đấy chính là cách bày tỏ tình yêu thương. Và nếu như người nào đang vỡ nợ thì chắc chắn rằng mình không có tiền để cho người ta giúp đỡ người ta vay, nhưng mà ít nhất cũng cho người ta được cân gạo người ta trong những cái hoàn cảnh khó khăn đấy. Thì đấy cũng là cách để bày tỏ tình yêu thương đối với anh chị em mình. Thay vì mình cứ trách là tại sao lại dại thế,
đầu tư nọ kia để đi vỡ nợ thì đành là dại thì đã dại rồi. Nhưng mà trách thì cũng không thay đổi được cái gì. Điều quan trọng nhất là có thể làm được điều gì để chia sẻ cho anh em chị em của mình thì làm. Răng thứ nhất đoạn 3 câu số 16. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Cho đi những cái mình dư đã là điều rất đáng quý rồi. Mà điều quý giá hơn nữa là cho đi những cái mình đang có. Nhưng đừng cho đi cái mình không có. Cho đi cái mình không có là mình đang không có tiền, mình đi vay tiền để cho người khác thì điều đấy là điều dại dột. Đừng làm việc như vậy. Mình đi vay tiền để mình giúp đỡ cho người khác. Nên nhiều con cái Chúa đến nhờ tôi cầu nguyện. Tôi dại dột quá mục sư ơi. Tôi đi tôi mượn tiền cho những người khác. Bây giờ tôi phải đi trả nợ cho người ta. Chúng ta đừng làm công việc như thế. Cho những cái mình dư đã là điều rất đáng quý. Nhưng mà cho những cái mình không dư đó, những cái phần đáng ra của mình cho đi là mình mất đi phần đấy, thì cái điều đấy còn đáng quý hơn nữa. Nhân các cụ chúng ta có câu nói là nhịn miệng đãi khách đường xa cũng bằng gửi của chồng ta đi đường. Khi mình chia sẻ những cái mà đáng nhẽ ra dành cho người thân yêu của mình cho những người khác. Kinh Thánh nói rằng có khi tiếp đãi người lạ lại tiếp đãi nhầm thiên sứ mà không biết, trong sách Hebrew đó. Có nhớ không? Tiếp đãi người lạ có khi là tiếp đãi phải thiên sứ. Cho nên mỗi một chúng ta bước đi trong tinh thần của sự yêu thương. Khi anh chị em mình tiếp anh chị em mình vào nhà là nhà của mình đã thêm người đã khó chịu rồi. Gia đình của mình chỉ có từng đấy người sinh hoạt nó thoải mái tự nhiên. Muốn nói cái gì nói, lúc giận thì có thể mắng con mắng chồng một cái. Đó. Lúc nào thích thì có thể hát một bài thật to. Nhưng tự nhiên có khách đi cũng phải đi nhẹ, nói cũng phải nói khẽ, cười cũng phải cười duyên. Ngủ tự yên là mình cũng phải nhường cái phòng trước thì mỗi người một phòng. Bây giờ có khách đến nhà là mình cũng phải nhường phòng cho người ta. Nhưng Chúa cũng nói chúng ta rằng hãy năng tiếp khách, có khi tiếp nhầm thiên sứ mà không biết. Mình cho những cái mà mình dư là điều rất tốt, nhưng cho những cái mình không dư lại là điều đáng trân trọng hơn trước mặt Chúa. Và Chúa sẽ ban phước lại cho chúng ta điều đó. Một cái bữa, một cái đồ chúng ta đáng nhẽ là chúng ta chỉ dành cho mình thôi. Mình không có trách nhiệm phải chia sẻ cho người khác vì đấy là phần của mình. Nhưng nếu mà mình sẵn lòng mình chia sẻ cho người khác thì điều đấy là còn quý giá hơn nhiều hơn nữa. Như vậy có 4 cái giá trị cốt lõi mà tôi muốn các thành viên trong Hội Thánh Syndicate chúng ta cùng nắm rõ. Thứ nhất đó là bước đi trong sự hiệp nhất trong sự đa dạng. Hiệp nhất trong sự đa dạng, điều này có nghĩa rằng là chúng ta không nhất thiết phải tin giống nhau một cách hoàn toàn. Không nhất thiết phong cách phải giống nhau. Mỗi người có một phong cách thờ phượng, mỗi người có một kiểu khác nhau. Miễn là kiểu đấy không ảnh hưởng gì đến giá trị chung, không ảnh hưởng đến cộng đồng, đến hội thánh là đều được chấp nhận. Hiệp nhất trong sự đa dạng. Cái giá trị cốt lõi thứ hai đó là thuận phục tuyệt đối, là giá trị, là yếu tố then chốt để không làm cho dòng chảy bị ngắt quãng. Và cái điểm này là điểm tôi thực sự nhấn mạnh đối với các anh chị em Hải Phòng là những người có tính cách rất mạnh mẽ. Nhưng hãy nhớ bài chia sẻ của tôi, tất cả các điểm mạnh mình lạm dụng thì đều có trở thể thành điểm yếu. Hãy nhớ lời Phao-lô nói với Timôthê, hãy mạnh mẽ can đảm nhưng mà lại có phải có tình yêu thương và tự chủ cân đối. Nếu rụt rè quá cũng không được, mà mạnh mẽ quá mức cũng không được. Nếu rụt rè rồi thì phải mạnh mẽ lên, nhưng phải có tình yêu thương và khả năng tự kiểm soát bản thân, khả năng tự chủ. Biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi, lúc nào nên dừng. Cái giá trị thứ ba đó là thánh khiết, là trái tim của hội thánh. Cái giá trị cốt lõi thứ tư đó là yêu thương, chính là mạch máu để nuôi hội thánh của chúng ta.
Nếu như hội thánh mọi người đến chỉ gặp nhau thôi, không ai cầu nguyện cho nhau, không ai quan tâm đến đời sống của nhau, thì lúc đấy là cái mạch máu đó bị tắc nghẽn rồi. Và bốn yếu tố này chúng ta cần phải kết hợp lại với nhau, không được tách rời bất cứ một yếu tố nào ra khỏi yếu tố nào ấy. Cả bốn yếu tố đó cần phải kết hợp với nhau. Roma đoạn 12 câu số 9 chúng ta cùng nhau chung đọc. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự giữ và mến sự lành. Điều này có nghĩa là như nào? Nếu như một người đến hội thánh mà người đó làm những điều mà trái với cái quy định của hội thánh, những người khác trong hội thánh nghĩ ôi thôi anh ấy mới tin Chúa, cứ để từ từ anh ấy thay đổi, thì không được. Anh nhập gia anh phải tùy tục. Anh bước vào trong bất cứ một phạm vi thẩm quyền anh phải vâng phục cái phạm vi thẩm quyền đó. Có công nhân, có công dân nào khi mà đi ra ngoài đường không đội mũ bảo hiểm mà công an bắt ấy, thì người đó lại nói rằng là tôi không thích. Có ai nói như vậy không? Anh thích hay không thích đấy là việc của anh. Một khi anh đã tham gia vào công ty bảo tham gia vào giao thông là anh phải đội mũ bảo hiểm. Thế tại sao có nhiều khi chúng ta lại suy nghĩ rằng vì tình yêu thương như là người ta muốn làm gì làm? Quý vị biết ở đây quy định bước vào trong đây là không được hút thuốc. Vào trong hội thánh ăn mặc phải kín đáo. Ở đấy có sẵn những cái quay đấy, quay của phụ nữ đi nắng đó. Mấy người nước ngoài đến đây vì nhiều người nước ngoài họ cũng phóng thoáng lắm. Sáng chủ nhật tôi thấy đi đến đây, cái đây mấy năm rồi, đến đây dự nhóm mặc cái quần lửng. Tôi nhớ rồi, không sao. Mà mấy người đấy là người châu Á chứ người châu Âu. Châu Âu thì mình đã hiểu quá phóng thoáng rồi. Tôi nói cảm ơn các anh chị đến hội thánh chúng tôi dự. Hội thánh chúng tôi quy định phải mặc, không được mặc quần ngắn đến hội thánh. Chúng tôi có sẵn cái quay, mời anh chị quay lại. Tất cả mọi người đều quay. Chứ không phải họ là khách, là đến đây muốn làm gì thì làm đâu. Cả bốn yếu tố đấy cần phải kết hợp lại với nhau. Tình yêu thương nhưng không được vượt quá cái sự thánh khiết. Tình yêu thương nhưng không được vượt quá cái sự hiệp một, không được vượt quá cái sự thuận phục. Không lấy cớ tình yêu thương mà muốn làm gì cũng được. Nếu như hội thánh mà không có trật tự sẽ sản sinh ra những người mới sẽ vô trật tự. Chúng ta biết rằng hội thánh là nơi đào tạo con người để trở nên thanh sạch, thánh khiết. Để đào tạo những con người trở nên muối của đất và ánh sáng của thế gian. Chứ hội thánh không phải là người chỗ dung dưỡng tội lỗi. Hội thánh không phải là người chỗ dung dưỡng tội lỗi. Có một số anh chị em ở hội thánh chúng ta quan hệ ngoại tình. Tôi gặp trực tiếp, tôi nói bây giờ họ bỏ hội thánh chúng ta, họ không nhóm đấy nữa rồi, là tôi hết trách nhiệm. Nhưng họ quay trở lại, xin anh chị em nhớ rằng chúng ta không tiếp nhận họ quay trở lại, vì tôi biết họ vẫn ngoại tình. Họ là có vợ, có chồng nhưng vẫn ngoại tình. Và có đầy đủ bằng chứng. Có đủ bằng chứng từ những người ngoài lẫn người trong hội thánh. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng hội thánh cần người nhóm. Hội thánh cần những người thờ phượng Chúa thực sự. Hội thánh không cần những người ngồi cho đầy, mà hội thánh cần những người muối là muối của đất và ánh sáng của thế gian. Cho nên hội thánh bước đi trong sự thánh khiết, yêu thương như bản thân nghĩa. Khi chúng ta quở trách người tội lỗi, đấy là chúng ta bước đi trong sự yêu thương. Quý vị biết không, có nhiều khi tín đồ yêu mến các mục sư hay cho mục sư quà, đôi khi mục sư không dám nói nặng lời.
Đôi khi mục sư không dám nói lặng lời, sợ Phật ý, và tình cảm biết nhau lâu lắm nữa, không dám nói lặng lời. Nhưng những mục sư như thế không hoàn thành trách nhiệm của mình trước mặt Chúa, để cho những người khác bước đi trong tội lỗi và linh hồn họ xuống địa ngục. Cho nên hội thánh của Chúa luôn nhớ phải bước đi trong sự hiệp một, bước đi trong sự thuận phục, bước đi trong sự thánh khiết và bước đi trong sự yêu thương. Cả bốn giá trị này cần phải duy trì một cách liên tục. Không được vì một cái điều này mà bỏ cái điều kia. Không vì sự thánh khiết mà bỏ đi sự yêu thương. Không vì sự yêu thương mà bỏ qua sự thánh khiết. Tất cả các giá trị cốt lõi này là cái không thể nào thay đổi, không thể nào di chuyển. Dù chúng ta chỉ là một nhóm nhỏ ở đây, hoặc chúng ta sẽ lan ra cả đất nước Việt Nam, thậm chí lan ra cả thế giới, thì bốn giá trị cốt lõi này vẫn cứ phải duy trì và gìn giữ cho đến mãi mãi. Bởi vì đây là những giá trị được xây dựng trên nền tảng lời của Chúa. Chúng ta cùng đứng dậy. Mỗi người trong chúng ta dành thời gian cầu nguyện riêng tư với Chúa cho sự điệp chúng ta được nghe. Cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, cầu nguyện để chính chúng ta là những nhân tố tạo nên hội thánh. Để chúng ta bước đi trong sự hiệp nhất, chúng ta bước đi trong sự thuận phục, chúng ta bước đi trong sự thánh khiết và chúng ta bước đi trong sự yêu thương. Và cầu nguyện cho hội thánh, để hội thánh bước đi trong những giá trị của Chúa. Lời của Chúa nói rằng sự phán xét sẽ khởi từ nhà của Đức Giê-hô-va. Chúa sẽ phán xét hội thánh trước khi Ngài phán xét thế gian. Và nếu chúng ta không tự thanh tẩy mình, không tự phán xét mình, thì sẽ bị Chúa phán xét. Mỗi anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện cho mình và đồng thời cầu nguyện cho hội thánh, để hội thánh thực sự đúng với cái tên của nó, đó là hội thánh. Dấu ơi, chúng con đứng trước Chúa và sự hiện diện của Ngài ở tại nơi này, để thánh kính dâng lên cho Ngài lời cảm tạ và ngợi khen, vì ân điển của Ngài rất lớn lao trong cuộc đời của chúng con. Có những lúc chúng con đi sai, làm sai, suy nghĩ sai, hành động sai,
bởi nhân từ của Chúa, Ngài kéo chúng con trở lại con đường chính đáng của Chúa. Con cầu nguyện để Chúa giúp đỡ cho chúng con biến đổi cuộc đời của chúng con, sống thanh sạch thánh khiết trước mặt Chúa, bước đi trong sự yêu thương, bước đi trong sự hiệp một và sự thuận phục, để hội thánh của Chúa sẽ thực sự trở thành muối của đất và ánh sáng của thế gian này. Chúng con cầu nguyện để quyền năng của Ngài được bày tỏ. Con cầu nguyện để cho ân điển của Ngài được ban xuống đầy dẫy hơn nữa để gây dựng hội thánh của Ngài. Chúa ơi, xin Cha Ngài thương xót để thánh hóa hội thánh của Chúa, để trở nên không ô uế, không vết nhơ và không chi trách được trước mặt Chúa. Hội thánh chỉ không chỉ đến để duy trì nghi lễ tôn giáo, mà thực sự đến để thay đổi. Chúng con đến đây không phải chỉ đến để hoàn thành cái buổi lễ, nhưng đến đây để gặp Chúa, để kinh nghiệm Ngài, để nghe tiếng phán và lời dạy dỗ của Ngài. Chúa giúp đỡ cho mong muốn chúng con và hội thánh của Ngài càng trở nên thanh sạch, thánh khiết trước mặt Ngài càng hơn, Chúa, để vinh quang của Ngài có thể phản chiếu một cách đầy trọn thông qua hội thánh. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con dâng tất cả ông bà anh chị em con trong tay Cha, và chúng con cùng hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin chúng ta cùng an toàn. Đem lời Chúa đến cho mọi người. Ông bà anh chị em hãy bấm like, chia sẻ và bật chuông.